Xin chào các bạn đi. Công ty mình mới thời gian gần đây mới lắp thêm cái hệ thống bơm nước cho cái bơm nước làm mát cho cái máy tiện này. CNC ấy. Nó vừa trộn cả dầu này, cả cái dầu trắng này, mình gọi là dầu trắng vì nó màu trắng rồi. Để chống han con hàng ấy. Ngày trước bọn mình thì là phải xách bằng xô. Làm một ngày một người đứng khoảng 7 máy thì xách đổ 7 đến 10, có khi hôm 14 cái xô nước. Nên là rất là lặng, mất thời gian. Mỗi ngày phải mất khoảng độ 10 phút đến 15 phút để đi lấy nước. Rất là vất vả. Công ty mình nó mới lắp cái này tự động, nó bơm thẳng trực tiếp vào trong cái máy tiện ấy. Đây là cái thùng phi dầu trắng này. Nó được bơm trực tiếp vào. Đây là gồm cái ống hút này. Đây này. Nó chỉ cần có mỗi một cái bầu này nhé, nó rất là đơn giản đẹp. Nó một bên nước ra này, bên nước ra thì có màu trắng này, bên nước vào này, màu trắng. Đây là hút dầu, cái này nó trộn dầu tự động các bạn, rất là thuận tiện. Trước bọn mình cứ phải đi xách xô nước ấy, nó vất vả lắm. Hòa dầu nữa, hòa dầu trắng để chống han ấy, đổ vào trong máy vất. Ông nào phải đi lấy nhiều nước, bây giờ thì không phải lấy như vậy nữa, bây giờ nó bơm tự động vào trong máy luôn. Nó chỉ có mỗi hai cái vòi này thôi này, một cái hút này, một cái hút dầu trắng vào. Đây đều có cái vòi bơm trực tiếp vào đây này, đây các bạn, đây này. Cái vòi bơm trực tiếp vào. Máy nào cũng vậy. Đây này, bây giờ có cái vòi mỗi một cái đầu vào từng cái thùng nước này các bạn. Tối quá, nhìn không rõ. Đây là cái thùng nước chứa đấy, của cái máy tiện đấy. Để nó phụt ra để cho cái làm mát con hàng, mát cái đầu dao ấy. Mở van đã được, không thì chúng ta có thể... Cái này nó có cái cực hạn các bạn. Nó đây, nó hình thù như này. Đầu này nó có cái cục lăm châm nhé. Rất là thuận tiện, đừng có thể kẹp vào đâu cũng được. Bây giờ mình mở đây. Mở ra thì nước nó chảy này. Kiểu như vậy. Nó chảy này. Đầy quá thì tự nó ngắt đi. Giờ mình kẹp. Giờ có cái này tiện thật. Ngày trước vất. Ngày trước ngày nào phải xách một cái xô nước lấy 18 lít các bạn. Mà chạy 7 máy mà xách đến chục xô nước liền. Có hôm thì 7, có hôm phải đến 10 xô nước, hơn 14 xô nước ấy. Xách vẹo hết cả người này. Bây giờ nó bơm trực tiếp này thì đứng làm này rất là thuận tiện, nhà nó. Mình không còn vất như ngày trước nữa. Máy nào cũng vậy. Máy nào cũng lắp thêm một cái vòi nước vào đây. Giờ mình kiểm soát đây, lúc nào muốn để nó bơm tự động cũng được. Bơm nhiều khi là nó rác, nó nước nó nằm ở trên cái băng rác ấy, nó chưa xuống kịp ấy, nên có lúc là nó bị tràn, nên mình hay khóa nó lại. Lúc nào thấy cận cạn thì bọn mình mở nó ra. Được cái rất là tiện và nhàn. Cái này có thể rút ra được các bạn. Đây, mình rút ra này. Nó hình như này, tiện lợi. Nhàn đi bao nhiêu, ngày trước đi làm hôm nào phải mất 10 phút, 15 phút để đi lấy nước. Vội vàng vàng. Giờ có cái này, máy nào cũng có cái này. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả các bạn.